Hoàng Hà Mobile thủ cũ đổi mới toàn bộ sản phẩm công nghệ. Điện thoại, màn hình, laptop được trợ giá lên tới 3 triệu đồng với chính sách 3-0, không mất thời gian, không rủi ro giao dịch, không lo phụ phí. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, gần đây việc Campuchia xây cành đào rồi lại cho tàu chiến Trung Quốc vào cảng Rim đã khiến cộng đồng mạng rất lo lắng. Trong đó chủ yếu mọi người lo rằng Campuchia sẽ cho Trung Quốc vào cảng Rim rồi lại theo kênh Funan vào sâu bên trong Campuchia và gây ra mối đe dọa an ninh đối với quốc phòng Việt Nam. Thế thì sự thật là thế nào? Cảng Rim có gì mà khiến chúng ta lo lắng đến như vậy? Thì thật ra là nếu bạn mong chờ câu trả lời về việc điều chúng ta lo lắng có thật hay không thì mình chịu không trả lời được. Mình chỉ có thể cung cấp tất cả các thông tin bạn cần một cách khách quan để bạn tự đánh giá thôi. Chứ mình không phải nhà nước, không thể có câu trả lời chính thức. Hơn nữa, chúng ta cũng nên dựa vào thông tin để tự có một cái đánh giá chính xác. Chứ nghe người khác nói nhiều khi dễ bị dắt mũi. Vì view, người ta hoàn toàn có thể lái đi sự thật, khiến khán giả bị hiểu sai vấn đề. Chưa kể là nhiều kênh nổi tiếng còn nói kiểu kích động, gây thù hận trong cộng đồng các nước. Trong khi các bạn thấy, chính phủ thì luôn cố gắng để hòa hợp, làm ăn với tất cả các nước trên toàn cầu. Thì một số dân mạng lại liên tục chửi ông nọ, hô hào đánh ông kia. Mà các bạn thấy, đánh nhau có bao giờ là giải pháp tốt đâu. Có thắng thì cũng thiệt hại rất lớn. Nên mọi vấn đề đều phải tính bằng hòa bình. Đó mới là cách sống khôn ngoan. Chứ nhiều bạn hơi tí là kêu mang quân sang đánh bỏ mẹ nó đi. Thì không hiểu chẳng may chiến tranh thật, các bạn có lặn như con ốc hay không? Vậy nói về cảng Rim của Campuchia thì nó quan trọng như thế nào? Thì thực ra mình cũng lâu lâu thấy người ta nhắc đến cảng Rim nhưng không để ý lắm. Còn bây giờ khi sự việc có vẻ ngày càng được bàn tán nhiều, mình mới đi tìm hiểu một cách nghiêm túc thì mới biết rằng hóa ra là cái cảng này nó cũng rất quan trọng. Có thể nói là ảnh hưởng đến an ninh của khu vực Đông Nam Á. Nó đã từng và vẫn đang là đối tượng mà Mỹ và Trung Quốc đều khao khát có được. Mình không rõ là Nga có quan tâm cái cảng này hay không, hiện chưa thấy có bài viết nào liên quan đến Nga. Nhưng mà thôi, mình ông Mỹ và ông Trung Quốc là đủ cho thấy nó quan trọng thế nào rồi. Thì Rim, nói một chút, nó là cái cảng biển phục vụ cho hoạt động quân sự của Campuchia. Như các bạn thấy trên bản đồ, nó nằm ở vịnh Thái Lan nhưng cũng gần Việt Nam và gần Biển Đông. Gần cái khu vực mà ông Trung Quốc tự bịa ra một thứ gọi là cái đường lưỡi bò 9 đoạn. Mới gần đây họ lại còn ra cái bản đồ mới, thêm một đoạn nữa là 10. Tất nhiên đây là bản đồ phi pháp, chúng ta và thế giới đều không chấp nhận cái bản đồ này. Cái vịnh Rim này thì Mỹ đã nhòm ngó từ rất lâu. Trước đây thì Mỹ đã tài trợ cho đất nước Campuchia tiền để xây dựng hai căn cứ quân sự tại khu vực cảng Rim. Mục đích của Mỹ là muốn tiếp cận khu vực này. Tuy nhiên, Campuchia nhận tiền xây hai căn cứ nhưng mà không cho quân đội Mỹ đóng quân ở đây. Với lý do là hiến pháp Campuchia không cho bất kỳ quân đội nước ngoài nào được đóng quân trên lãnh thổ của họ. Nhưng không sao, việc hỗ trợ Campuchia xây căn cứ quân sự cũng phần nào cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Mỹ. Chắc là Campuchia sẽ vì thế mà không thân với Trung Quốc hoặc ít ra là không cho quân đội Trung Quốc vào cảng Rim đâu. Thế nhưng mà điều Mỹ lo lắng lại xảy ra. Vấn đề bắt đầu từ năm 2018, Mỹ đề nghị được hỗ trợ Campuchia trong việc sửa hai cái căn cứ quân sự này, nhưng Campuchia không thèm để ý. Campuchia cũng không thèm giải thích tại sao họ lại từ chối lời đề nghị quá ngon lành của Mỹ. Các bạn thử xem, tự nhiên có ông khác đến đề nghị sửa nhà giúp bạn, thì bạn có từ chối được không? Việc này đương nhiên đã khiến Mỹ nghi ngờ là có gì đó không ổn rồi. Phó trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khi đó là năm 2018, đã viết rằng Campuchia có một kế hoạch lớn có liên quan đến việc lưu trữ vũ khí của Trung Quốc tại quân cảng Rim. Theo lời ông này thì chúng ta có thể hiểu rằng Campuchia từ chối Mỹ là để hợp tác với Trung Quốc và mối nghi ngờ này bắt đầu dần sáng tỏ ít nhất là một phần. Cụ thể là Mỹ vốn luôn dùng vệ tinh để theo dõi các hoạt động của hầu như những khu vực nguy hiểm trên thế giới. Chỗ nào Mỹ cho là cần theo dõi thì sẽ có con mắt vệ tinh của họ dọi vào đó. Thế cho nên, vào năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ đã bất ngờ công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Campuchia đang phá hủy những tòa nhà mà Mỹ cho tiền để xây. Mỹ hỏi thì phía Campuchia cũng trả lời luôn là chúng tôi đã san bằng hai cái nhà này rồi. Một năm sau đó thì Mỹ cho rằng họ đã tìm ra thỏa thuận giữa Trung Quốc và Campuchia. Cụ thể là theo tờ The Wall Street Journal vào năm 2019 thì Trung Quốc và Campuchia đã thỏa thuận rằng Campuchia sẽ cho Trung Quốc dùng căn cứ quân sự Rim đổi lại thì Trung Quốc sẽ tài trợ tiền giúp Campuchia xây dựng và hiện đại hóa căn cứ quân sự này.
Mình đã tìm hiểu thì không thấy Mỹ nói cụ thể bằng chứng nào để họ đưa ra thông tin như vậy, thế nên các bạn có thể tin hoặc là không. Ngay sau đó thì Mỹ cũng liên tục bày tỏ quan ngại với quân cảng Rim. Bộ Ngoại giao Mỹ từng nói là những hoạt động này sẽ đe dọa lợi ích của Mỹ và đối tác, an ninh khu vực và chủ quyền của Campuchia. Mỹ nói rằng Campuchia cần minh bạch về ý định, bản chất và phạm vi của dự án Rim với vai trò của quân đội Trung Quốc trong việc xây dựng căn cứ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng trừng phạt hai quan chức của Campuchia vì cáo buộc tham nhũng tại Rim. Mỹ cũng áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế xuất khẩu đối với Campuchia vì lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc ở nước này cùng với các cáo buộc về nhân quyền và tham nhũng. Đáp lại thì Campuchia nói là động thái của Mỹ mang tính chính trị và là một nước đi sai lầm. Thủ tướng Campuchia vẫn tiếp tục khẳng định là nước này không liên minh để chống lại nước khác hay là cho phép sự hiện diện của quân sự nước nào trên lãnh thổ Campuchia. Năm đó, nhằm chứng minh tuyên bố của mình trước cáo buộc là cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Rim, Campuchia đã mời các nhà báo quốc tế tới Rim để xem tận mắt, xem có phải là Rim vẫn chưa cho Trung Quốc thuê hay không. Và đúng là không có người lính Trung Quốc nào ở đây thật. Tiếp tục đến năm 2021, các ảnh vệ tinh của Mỹ lại cho thấy một số địa điểm ở phía nam của căn cứ đã được giải phóng mặt bằng kể từ mùa thu năm 2021. Còn ngoài biển thì tàu nạo vét cát vẫn hoạt động mạnh mẽ. Họ dự đoán rằng các hoạt động này cho thấy quân cảng Rim sẽ được thay đổi một cách đáng kể. Trước đó thì Rim nằm ở một vùng nước nông, chỉ có thể tiếp nhận các tàu tuần tra nhỏ. Còn khi nạo vét và xây dựng một cảng nước sâu thì nó sẽ có ích hơn rất nhiều cho cả hải quân Campuchia và Trung Quốc. Gần đây thì Mỹ lại tiếp tục cho biết là Campuchia đang xây dựng một sân bay cạnh quân cảng Rim. Chưa rõ nó là sân bay quân sự hay dân sự, nhưng nó đủ tiêu chuẩn để hoạt động quân sự. Rồi Trung Quốc lại cũng đang xây một cảng dài tới 335 mét. Theo phương Tây thì cảng này giống với một cái cảng mà trước đây Trung Quốc cũng từng xây cho nước khác. Và cảng này đủ lớn để tàu sân bay của Trung Quốc có thể ra vào. Campuchia cũng tiếp tục xây một hệ thống phòng không và radar phòng không hiện đại tại Rim. Đến lúc này thì Campuchia vẫn khẳng định là không có quân đội nước nào tại đây. Rồi cho đến năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh đã khẳng định với báo chí rằng Trung Quốc đang hỗ trợ Campuchia phát triển căn cứ hải quân Rim một cách vô điều kiện. Ông nói là Campuchia không đủ khả năng đầu tư nên Trung Quốc đã hỗ trợ chúng ta. Bộ trưởng Thi Banh cho biết là họ sẽ đến hỗ trợ Campuchia, rất biết ơn, cảm ơn họ và sự hỗ trợ này đã được thảo luận rõ ràng và không có điều kiện đi kèm. Như vậy là ông ấy khẳng định là Trung Quốc chỉ giúp chứ không có đòi hỏi gì hết và vẫn phủ nhận việc Mỹ cáo buộc rằng sau này cảng Rim sẽ được Trung Quốc sử dụng. Nhưng cuối năm 2013, theo trang Nikkei Asia, có hai tàu Trung Quốc đã xuất hiện tại Rim. Bộ trưởng Campuchia lúc này viết một bài đăng lên mạng xã hội cho rằng các tàu đó đến là để tham gia diễn tập. Theo thông tin trên báo chí thì nhóm tàu Trung Quốc sẽ rời cảng vào giữa tháng 1 năm 2024. Rồi đến cuối tháng 3, hai tàu chiến của Trung Quốc lại được nhìn thấy ở đây. Và lần này thì đại diện Campuchia lại giải thích rằng hai tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đang có mặt tại quân cảng Rim để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung có tên là Rồng Vàng năm 2024 với Campuchia vào ngày 16 tháng 5. Tướng Sanchit cho rằng một cơ quan truyền thông nước ngoài gần đây đã phóng đại sự hiện diện của hai tàu hải quân Trung Quốc ở quân cảng Rim, cáo buộc quân đội Trung Quốc sử dụng cơ sở này làm căn cứ quân sự và cho rằng đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Trung Quốc ở nước ngoài. Thì ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của hải quân Trung Quốc là để giúp huấn luyện hải quân Campuchia và chuẩn bị cho cuộc tập trận Rồng Vàng, cuộc tập trận chung lần thứ 6 giữa hải quân Campuchia và Trung Quốc vào giữa tháng 5. Với chủ đề là chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về quân cảng Rim và vấn đề nó bị đồn là liên quan đến Trung Quốc. Vậy các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.